Thơ về anh nông dân làm kinh tế giỏi. Tác giả Dòng sông Lam. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, vui vẻ và an lành. Có một anh nông dân làm kinh tế rất giỏi, đầu chọc như chày cối, tiếng tăm nổi vô cùng trên báo chí truyền hình, gần đây cứ dần dần trên làng không gian mận của dải đất nước Vi, từ bên xứ Huê Kỳ sang tận Cana Đế, khu vực Đông Nam Á, lan tới cả Úc Châu, đang dần khắp toàn cầu, tới tận xứ trời Âu, đất nước mặt trời mọc, Đài Bắc và Hàn Quốc, tiếng tăm nhiều người biết, kinh tế hộ gia đình, theo cách làm của anh, một thời rất hiệu quả, tiền vào như nước lã. Trang trại anh mở ra, nuôi gà nòi thi gáy, dưới mô hình mái ấm, đồn điền ấp nuôi quân, bồng lai làm tịnh thất, năm chú tiểu giả sư, chủ trì cũng giả mạo, còn cha mẹ nói xạo, những đứa trẻ mồ côi, làm bao nước mắt rơi, đánh lừa luôn khán giả, chương trình thêm sáng giá, tiền quảng cáo đổ về, biết bao nhiêu củ tỏi, danh hài đem thách thức, chú tiểu giả ứng thi, giải lớn chú cuỗn đi, lại vòng về ông chủ, báo chí đặt câu hỏi, thay đổi tên Thiền Am bên ngoài bờ vũ trụ, hai sư giả tham dự, tuyệt đỉnh với song ca, hát yêu đương trai gái, thất tình nên ủy mị, mắt khán giả khóc rưỡi, vì thương cảm quá trời, cho chuyện tình đôi lứa, đến mái ấm phi lùa, con nuôi đến hai ba, đầu cạo chọc thành sư, quán ăn làm tiểu nhị, một vài đứa ca sĩ, tuổi nay đã trưởng thành, lịch đi diễn đặc dày, thu nhập không được biết, mẹ bây giờ đã chết, còn ở đấy một đàn, còn trẻ thì hoang mang, số phận chưa ai rõ, đang chờ làm sáng tỏ, của cơ quan chức năng, rồi chắc chắn rõ ràng, nhân dân chờ sẽ biết, khi miền Trung sắp chết, bởi cơn lũ ập về, anh nhìn thấy món hời, hồ quân đi kêu gọi, tiền đồng nghìn củ tỏi, chưa biết lượng đô la của kiều bào nước ta gửi về trong tài khoản, hệ thống mưu tương bẩn, có sẵn nhà máy rồi, hết đếp đóng gói thôi, tiền góp quyên vòng lại, rồi cũng đến túi anh, khổ nhân dân miền Trung, ăn toàn mì tôm bẩn, tương hóa chất nguy hiểm, hết lũ sinh bệnh thêm, tìm đến viện để nằm, từ món quà của anh, ôi miền Trung tội nghiệp, công an đang vào cuộc, lật tẩy các chiêu trò, của một đám nghệ gừng, lợi dụng vào tín nhiệm, bản thân nhằm chiếm đoạt, tiền từ thiện của dân, có liên quan đến anh, phải chờ thì mới biết, à còn thêm một chuyện, của cái anh hờ lờ, có ý định lủng tiền, ở đây không nói đến, chiếm đoạt luôn đồng đền, đến nay còn dơ giấy, xúc phạm cả thánh mẫu, chỉ mục đích kiếm tiền, dày nịch đánh vào mông, cùng mấy anh bóng lùa, đến nay còn dãy rùa, bởi phạm húy nặng nề, sự nghiệp bay thê thảm, mải nói chuyện tí quên, chỉ hở vờ đầu nhỏ, bịa chuyện ma một thừa, làm khán giả run sợ, ám ảnh giữa đêm khuya, tìm đến Ian Zoria, thầy hờ lờ giải nghiệp, họ vỗ tay kéo lưỡi, tìm mê tín giải tà, ở cái nhà tổ ma, tiền ra dần sạch túi, cuối cùng thì khuất núi, tại nghiệp nặng bó tay,
kiếp sau bái làm thầy, nhận học trò nối nghiệp, tới đây cũng đã dài. Dừng thôi sau kể tiếp, dân cư mạng đồn thổi, có cái anh bảy màu, tất cả đều đứng sau. Tất tần tật mọi chuyện, anh nông dân hiện đại, có đầu óc hơn người, làm kinh tế rất tài, tôi đây cũng bái phục. Hà Nam ngày 15 tháng 10 năm 2021. Tác giả Dòng Sông Lam kính tặng. Kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.